Như vậy là chúng ta đã biết thông tin sơ bộ về kỳ thi đánh giá năng lực sẽ trở lại vào năm nay 2021. Bây giờ thì là lúc mà tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào năm cái lĩnh vực mà Lê Anh cũng đã giới thiệu với quý vị ở phần đầu đấy ạ. Đó là lĩnh vực khoa học xã hội này, lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ kỹ thuật này, lĩnh vực thứ ba là khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, lĩnh vực thứ tư là kinh tế, luật và thứ năm là y dược. Lần lượt nhé, chúng ta sẽ bắt đầu với lĩnh vực khoa học xã hội trước. Khối ngành khoa học xã hội thì luôn được thí sinh dành rất nhiều sự quan tâm. Đây là một cái minh chứng rất là rõ ràng từ những năm vừa qua. Vậy thì bây giờ ở đây thì có Phó giáo sư tiến sĩ Lại Quốc Khánh là Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời ông có thể chia sẻ thông tin với các thí sinh về những cái điểm mà thí sinh cần lưu ý trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay ạ. Xin mời thầy ạ. Kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các em học sinh, thí sinh thân mến. Như các quý vị đều đã biết, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế của đất nước ta, thì nhu cầu đối với nhân lực thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đấy ngày càng gia tăng rất là mạnh mẽ. Và thực tế cho thấy đấy là những sinh viên được đào tạo có chất lượng tốt tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội những năm vừa qua, thì cơ hội để có thể xin được những công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo của mình và thực hiện cả những ước mơ của mình và đóng góp cho xã hội, cho đất nước những năm vừa qua đấy thì đều cho thấy những con số hết sức là đáng vui mừng. Và trước hết đấy, cũng nhân dịp này xin thay mặt cho lãnh đạo trường Đại học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội xin gửi lời cảm ơn đến quý vị phụ huynh và các em học sinh trong những năm vừa qua đã tin tưởng lựa chọn trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội làm nơi học tập của mình. Kính thưa các quý vị, trong năm 2021, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển 1.650 chỉ tiêu cho 31 chương trình đào tạo, trong đó có 27 chương trình đào tạo chuẩn và 4 chương trình đào tạo chất lượng cao. Về cơ bản, phương thức xét tuyển của nhà trường thì như thầy trưởng ban đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông tin có 3 phương thức chính. Thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho các cái nhóm đối tượng có liên quan. Thứ hai đấy là xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Và thứ ba là xét tuyển thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực và có các chứng chỉ quốc tế với các cái nhóm đối tượng có liên quan như thầy trưởng ban đã thông tin. Ở đây đấy, tôi xin cung cấp thêm thông tin một chút đối với 27 chương trình đào tạo có tính chất truyền thống, có lịch sử lâu đời của trường Đại học Nhân văn. Thì các chương trình đó đều qua hàng năm đều thu hút được số lượng sinh viên quan tâm, số lượng học viên quan tâm đông đảo, và có những chương trình thì được rất nhiều học sinh quan tâm và có chất lượng đào tạo rất cao, có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cũng rất cao, chẳng hạn những ngành như công tác xã hội, đông phương học, quan hệ công chúng, quản trị văn phòng, xã hội học, vân vân. Thì năm nay những chương trình đó tiếp tục mở rộng cửa để chào đón các em học sinh, các thí sinh quan tâm. Bên cạnh đó đấy, thì năm nay trường Đại học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tuyển sinh 4 chương trình đào tạo chất lượng cao, bao gồm chương trình báo chí chất lượng cao, khoa học quản lý chất lượng cao, quản lý thông tin chất lượng cao, quốc tế học chất lượng cao. Với các cái chương trình này đấy, thì sinh viên có những cái ưu thế và có những cái thuận lợi, chẳng hạn như là chương trình đào tạo tiên tiến, nội dung đào tạo có tính thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cao, chuẩn đầu ra về chuyên môn và tiếng Anh cao hơn chương trình đào tạo chuẩn. Thứ hai, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những chuyên gia có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng ngoại ngữ tốt. Ngoài ra còn có các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia giảng dạy. Thứ ba, quy mô lớp nhỏ thì khả năng tương tác giữa sinh viên với giảng viên được tăng cường. Thứ tư, cơ sở vật chất hiện đại, có khu vực tự học riêng, được ưu tiên sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện. Thứ năm, sinh viên các lớp chất lượng cao được ưu tiên xét các học bổng, ưu đãi từ doanh nghiệp, đối tác của nhà trường. Thứ sáu, sinh viên được hỗ trợ kiến tập, thực tập, nghiên cứu khoa học, được ưu tiên giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Thì có thể nói rằng là những chương trình đào tạo chất lượng cao như đã giới thiệu ở trên đáp ứng nhu cầu của một xã hội học tập, đáp ứng những nhu cầu được học tập ở trình độ cao của học sinh. Và chúng tôi tin tưởng rằng là việc lựa chọn các chương trình đào tạo truyền thống hay là các chương trình đào tạo chất lượng cao như trên chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh,
cũng như là của các em học sinh. Những thông tin về các phương thức tuyển sinh, về các chương trình đào tạo thì nhà trường cũng đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên tại địa chỉ website tuyển sinh.ussh.edu.vn. Rất mong các quý vị phụ huynh, các em học sinh quan tâm sẽ truy cập vào địa chỉ nói trên, và bất cứ thắc mắc nào, bất cứ những vấn đề cần được trao đổi nào thì nhà trường đều đã có một đội ngũ tư vấn luôn thường trực để sẵn sàng tư vấn đến mức tốt nhất, đầy đủ nhất những thông tin cần thiết cho các bậc phụ huynh cũng như là cho các em học sinh. Xin trân trọng cảm ơn và xin chúc các em học sinh ôn tập tốt và sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, và đặc biệt là sẽ đạt được nguyện vọng trở thành sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy Lê Quốc Khánh ạ. Và trong lúc mà thầy vừa phát biểu đấy ạ, thì đã có những tương tác rồi, tức là đã có những cái thí sinh các bạn đặt câu hỏi rồi. Chúng ta sẽ còn trở lại với thầy Khánh ở trong phần tiếp theo. Ở cùng cái khối ngành khoa học xã hội này thì Lê Anh cũng giới thiệu thêm với quý vị và các em học sinh là chúng ta có thể quan tâm thêm với những trường như là trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hay là khoa các khoa học liên ngành, cũng là một cái tên khá là mới mẻ với chúng ta đúng không ạ? Thì Lê muốn giới thiệu qua một lượt để sau đó thì các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh có thể đặt câu hỏi và chúng ta trở lại trong cái thời lượng cho phép. Bây giờ thì xin được làm quen với cô Hà Lê Kim Anh, là phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, phó giáo sư tiến sĩ Hà Lê Kim Anh. Vâng ạ, cô có thể cho khán giả của livestream được biết cái đề án chính sách tuyển sinh năm nay của nhà trường thì có điểm gì mới hơn so với những năm trước không ạ? Và về các cái đối tượng gọi là XTT, UTXT, đây là những cái viết tắt rất là phổ thông đúng không ạ? Vâng, cô có thể giải thích cách thức tính điểm tổ hợp xét tuyển. Đây là tôi lấy luôn cái câu hỏi của các bạn thí sinh để hỏi cô luôn đấy ạ. Thang điểm và các ngành đào tạo, hỗ trợ của nhà nước đối với sinh viên các ngành sư phạm ngoại ngữ. Đó, một vài quan tâm như vậy, mong cô Kim Anh trả lời ngắn gọn ạ. Vâng, xin cảm ơn MC Lê Anh. Kính thưa các quý vị phụ huynh và các em thí sinh thân mến, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình livestream tư vấn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi là Hà Lê Kim Anh, phó hiệu trưởng của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất là cảm ơn các câu hỏi mà các bạn thí sinh đã gửi về chương trình trong thời gian vừa qua. Sau đây thì tôi xin được giới thiệu một đôi nét những điểm nổi bật trong đề án tuyển sinh cũng như là về các cái đối tượng xét tuyển thẳng, phương thức xét tuyển thẳng của trường Đại học Ngoại ngữ và những điểm nổi bật trong các chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ năm nay. Thứ nhất thì chắc là các quý vị phụ huynh và các em thí sinh cũng đã theo dõi trên các kênh thông tin của nhà trường. Năm nay thì trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh đại học gồm có 1.600 chỉ tiêu các chương trình đào tạo đại học chính quy và có 220 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế. Với các chương trình đào tạo đại học chính quy thì nhà trường có các chương trình đào tạo chất lượng cao ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Trung Quốc. Các chương trình, 6 chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành ngôn ngữ này thì có tổng chỉ tiêu là 1.250 chỉ tiêu. Bên cạnh đó thì trường có 2 chương trình đào tạo chuẩn, đó là ngôn ngữ Nga và ngôn ngữ Ả Rập với tổng số là 100 chỉ tiêu. Và một cái nhánh rất là truyền thống, là một cái thế mạnh dẫn đầu cả nước của trường Đại học Ngoại ngữ, đó là các ngành sư phạm ngoại ngữ. Thì năm nay trường có tuyển các ngành sư phạm tiếng Anh, có cả chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Trung và sư phạm tiếng Hàn. Tổng chỉ tiêu của 4 chương trình sư phạm này, 4 ngành đào tạo sư phạm ngoại ngữ này là 250 chỉ tiêu. Thì như vậy các bạn sẽ thấy được là với các chương trình đào tạo đại học chính quy, 1.600 chỉ tiêu thì được phân bổ một cái lượng khá là lớn cho các chương trình đào tạo chất lượng cao. Bên cạnh đó là các chương trình sư phạm, rồi đến 2 chương trình đào tạo ngôn ngữ chuẩn. Ngoài ra thì nhà trường có một chương trình đào tạo liên kết với Đại học Southern New Hampshire của Hoa Kỳ, đó là ngành kinh tế tài chính, một chương trình liên kết quốc tế với chỉ tiêu là 220 chỉ tiêu. Năm nay thì trong các cái tổ hợp xét tuyển của trường Đại học Ngoại ngữ thì có một điểm mới, chắc là các bạn thí sinh cũng đã theo dõi. Bên cạnh những tổ hợp rất là truyền thống của trường là D01, D02 cho đến D06, tương ứng với lại là các tổ hợp về toán, văn và các cái ngoại ngữ tương ứng từ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, thì năm nay nhà trường có thêm một tổ hợp là DD2, đó là tổ hợp tiếng Hàn Quốc,
chúng ta lần đầu tiên tiếng Hàn Quốc được đưa vào trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và có một tổ hợp riêng cho mình. Thì các bạn thí sinh mà sẽ đăng ký thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngoại ngữ bằng tiếng Hàn Quốc thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các em để có thể thử sức mình với cái ngoại ngữ chuyên mà các em đã học ở bậc phổ thông hoặc là cái thế mạnh về cái tiếng Hàn Quốc của các em ở bậc phổ thông để vào các cái trường đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, thì đây là một cái điểm mới trong các tổ hợp xét tuyển của nhà trường. Thứ hai, nói về các cái điểm mới trong cái xét tuyển thẳng, thì các quý vị phụ huynh và các em cũng biết được về các đối tượng tuyển thẳng của nhà trường năm nay thì cũng chia làm 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là theo quy định của Bộ, thứ hai là nhóm đối tượng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong cái nhóm đối tượng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội thì có một cái điểm mới, đó là cái điều kiện đối với các bạn học sinh hệ không chuyên thì nó giảm thấp hơn so với năm ngoái. Cái này cụ thể chi tiết thì các em đã xem được trong cái thông báo tuyển thẳng của trường. Ngoài ra thì có nhóm đối tượng là thí sinh có các chứng chỉ A-level, chứng chỉ SAT và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác. Riêng đối với trường Đại học Ngoại ngữ thì rất là ưu tiên các bạn thí sinh mà có các cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển thẳng vào trường. Và đến giờ phút này thì nhà trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ của các bạn thí sinh trên cả nước đăng ký vào các cái nhóm đối tượng xét tuyển thẳng của trường, và nhà trường cũng liên tục cập nhật những thông tin về xét tuyển thẳng của các bạn trên website để các bạn thí sinh có thể lên trên đó tra cứu xem hồ sơ của mình nộp về trường đã đầy đủ hay chưa, có cần phải bổ sung những cái thông tin giấy tờ gì hay không. Thì rất mong các thí sinh, các em sẽ thường xuyên lên website của trường để cập nhật những cái thông tin về xét tuyển thẳng của trường trên website. Thứ ba, đấy là chúng tôi cũng chia sẻ một số những thông tin về cơ hội học bằng kép khi các em trở thành sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ. Thì các em sẽ có cơ hội để học bằng kép tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, trường của thầy Lại Quốc Khánh. Và có rất nhiều ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mà các em có thể theo học khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Thứ hai là các em cũng có thể theo học một số ngành của khoa luật. Thứ ba là các cái ngành của chính Đại học Ngoại ngữ thì các em cũng có những cái cơ hội để học bằng kép ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Ngoại ngữ. Thì đấy là một cái cơ hội rất là tốt cho các em. Một cái điểm nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đấy là những cái điểm nổi bật trong các cái chương trình đào tạo của nhà trường. Thì có thể nói năm nay thì trường có một cái chương trình mới, đấy là chương trình đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm tiếng Anh. Tuy là không có nhiều ngành mới, nhưng mà các môn học trong các chương trình đào tạo của nhà trường thì trong vài năm trở lại đây là liên tục được xây dựng mới với một cái mong muốn, một cái mục tiêu là các bạn sinh viên sau khi trở thành sinh viên của Đại học Ngoại ngữ thì các em có những cái cơ hội để bên cạnh việc phát triển những cái kiến thức, năng lực về chuyên môn thì các em còn có những cái cơ hội để phát triển bản thân mình. Chính vì thế nên nhà trường rất chú trọng xây dựng những môn học để giúp cho sinh viên có thể phát triển được những năng lực của thế kỷ 21. Tôi lấy ví dụ như những môn như là kỹ năng học tập thành công bậc đại học, tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, hay là sắp tới, lần đầu tiên, các bạn thí sinh QH2021 sẽ được học những cái môn như là trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội, hay là thiết kế cuộc đời, hay là tư duy hình ảnh, vân vân. Những môn học mà cổ học tinh hoa, đúng không ạ, thư pháp, rất nhiều những môn học mà có thể nghe chúng ta thấy rất là lạ lẫm, nó có thể là không gắn với những cái chuyên ngành, nhưng thực sự đó là những môn học mà sẽ giúp các em phát triển những cái năng lực toàn diện và những năng lực phù hợp để đáp ứng những cái yêu cầu của thế kỷ 21. Lời cuối cùng thì xin thay mặt cho lãnh đạo trường Đại học Ngoại ngữ xin được chào đón tất cả các bạn thí sinh. Chúng ta nếu như các em có những câu hỏi, những băn khoăn thì trường Đại học Ngoại ngữ có một đội ngũ các anh chị đại sứ ULIS, và chắc hẳn trong số các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình thì cô tin chắc chắn là có những bạn thí sinh đã tham gia chương trình đại sứ tập sự 2021 của Đại học Ngoại ngữ, đúng không nào? Các em có những câu hỏi, những băn khoăn, những chia sẻ, những thắc mắc gì thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi câu hỏi đến các anh chị đại sứ và lên trên cái group support for K55 để chúng ta chia sẻ những cái băn khoăn đó của mình. Và trường Đại học Ngoại ngữ thì rất mong muốn được chào đón tất cả các bạn thí sinh sẽ trở thành sinh viên của Đại học Ngoại ngữ, và các em đến với Đại học Ngoại ngữ để khám phá bản thân mình, phát triển năng lực của bản thân mình và tìm được những người bạn đồng hành cho cả quãng đời sau này của chính mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh. Của cô Hà Lê Kim Anh thật là hấp dẫn, với rất là nhiều những cái cơ hội để các bạn có thể trải nghiệm một cái môi trường văn hóa có thể nói là mới mẻ đối với cuộc sống của mình ở cấp 3, đúng không ạ? Các anh chị đại sứ là ai? Những trai xinh gái đẹp đó là ai mà lại còn tài năng nữa, nhiệt huyết nữa, tận tâm nữa? Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi ở trong cái cơ hội giao lưu tiếp theo. Ở trong cũng cái khối xã hội nhân văn này thì Lê cũng giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các em thí sinh một cái đơn vị rất là đặc biệt của Đại Quốc gia Hà Nội, đó là khoa các khoa học liên ngành. Chúng ta làm quen với cái tên này dần dần nhé. Khoa các khoa học liên ngành.
Ở nơi đây thì tuyển sinh đại học với hai ngành đào tạo là ngành quản trị thương hiệu và thứ hai là quản trị tài nguyên di sản. Giờ đây thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu là chủ nhiệm khoa, thầy đã sẵn sàng ở đây và đang nóng lòng để có thể nói chuyện với các bạn được rồi. Chúng tôi xin được mời thầy giới thiệu thêm về hai cái ngành đào tạo này ạ. Xin cảm ơn MC Lê Anh, kính thưa quý vị phụ huynh, các em học sinh. Trong năm tuyển sinh đầu tiên thì Đại học Quốc gia giao cho khoa các ngành đào tạo hai chương trình đào tạo mới là quản trị thương hiệu và quản trị tài nguyên di sản. Và đây là hai trong bảy cái chương trình mới của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay, với hai ngành với tổng chỉ tiêu là 180 chỉ tiêu. Và đây thực sự là một cơ hội để các em có thể tiếp cận được về hai ngành mới. Thì chúng tôi cũng xin thông tin thêm về hai ngành đào tạo của chúng tôi. Thì hai ngành đào tạo đều thuộc khối quản trị quản lý, với một cái chương trình đào tạo có tính cập nhật. Và chúng tôi đã xây dựng một cái chương trình mà có sự kết hợp giữa từ lý thuyết với thực hành, kết hợp những kiến thức hàn lâm với những cái trải nghiệm thực tiễn, cùng với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lĩnh vực quản trị, quản lý, truyền thông, kinh tế, marketing, thương hiệu đối với ngành quản trị thương hiệu, và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, khoa học quản lý, kinh tế, công nghệ đối với ngành quản trị tài nguyên di sản. Thì với những đặc điểm này thì chúng tôi hy vọng đem đến những lợi thế cạnh tranh cho người học ngay từ khi còn đang trong những năm học tại khoa, giúp các em tích lũy kinh nghiệm công tác cũng như là những môi trường làm việc khác nhau sau này. Thì bên cạnh đó thì cái đội ngũ mà cộng tác viên cũng như các đơn vị đối tác của khoa chúng tôi ấy, là những cái thầy cô, những học giả rất nổi tiếng trong các lĩnh vực này, và các đặc biệt là có các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực thương hiệu, marketing, truyền thông, những tổ chức, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực di sản, đó là những cái cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, hay là các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí thông tấn. Và đặc biệt thì ngay trong quá trình xây dựng chương trình thì chúng tôi cũng có sự tham gia đại diện của các doanh nghiệp, các cơ quan tham gia cùng xây dựng chương trình chúng tôi để tăng tính thực tiễn và cơ hội thực hành cho các chương trình. Một điểm vô cùng đặc sắc chương trình là chúng tôi dành trọn vẹn 3 tháng để sinh viên có thể thực tập thực tế ở trong các đơn vị đối tác của chúng tôi, đó là các cơ quan, các doanh nghiệp. Đấy. Chính vì vậy là sau khi mà thực tập xong thì các em có thể tích lũy được cái kinh nghiệm công tác từ ngay từ khi đang ngồi trên giảng đường đại học. Cũng có thể quý vị và các em học sinh cũng nghĩ rằng đây là các chương trình thuộc khối quản lý thì chủ yếu là khối A và khối D, nhưng trên thực tế thì hai chương trình trên chúng tôi cũng tuyển cả sinh viên khối C. Và vì vậy thì đây cũng là một cái cơ hội tốt nữa để cho các em khối C được lựa chọn. Và chúng tôi rất là mong là các em học sinh sẽ lựa chọn cái hai chương trình mới của chúng tôi và trở thành cái lứa sinh viên đầu tiên của khoa các học liên ngành trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu mà các bậc phụ huynh hay các em sinh viên còn học sinh có những cái thắc mắc thì xin liên hệ đến fanpage của khoa cũng như số điện thoại của khoa. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã tham gia cái chương trình này của Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thầy Nguyễn Văn Hiệu là chủ nhiệm khoa, những cái tên của những ngành học rất là, phải nói là rất là đáng quan tâm, quản trị thương hiệu này, rồi là quản trị tài nguyên di sản. Tôi cũng rất hân hạnh có được cái cơ hội đồng hành chuyên môn ít nhiều với cả khoa của chúng ta. Và nếu các em đỗ vào trong khoa này thì có khả năng chúng ta gặp lại nhau trong những cái giờ học nhé. Bây giờ chúng ta trở lại với những câu hỏi của các bạn thí sinh dành đến cho trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Em thấy năm nay trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn có xét tuyển 4 chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014. Em muốn hỏi là các chương trình đào tạo chất lượng cao này thì có gì khác so với chương trình đào tạo chuẩn? Có lẽ là xin mời thầy Khánh trở lại ạ. Mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh và học sinh. Như tôi đã nêu trong phần giới thiệu ban đầu đấy, thì chương trình đào tạo chất lượng cao của trường Dạy Nhân văn có 4 chương trình, và sinh viên khi học các cái chương trình đó thì sẽ có nhiều cái lợi thế, có nhiều cái chính sách ưu đãi, có nhiều cái điều kiện tốt được tạo ra để quá trình học tập của mình có thể đạt được kết quả tốt nhất. Và điều đó nó thể hiện trên tất cả các phương diện, từ chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên chất lượng cao,
hệ thống học liệu phong phú, quy mô lớp nhỏ để tăng tương tác giữa giảng viên với sinh viên, các cái chương trình về học bổng, rồi là các cái chương trình hỗ trợ từ học tập cho đến kiến tập, thực tập, nghiên cứu khoa học vân vân. Tất nhiên là với những chương trình chất lượng cao, với những điều kiện học tập mà được tạo ra tốt nhất như vậy thì người học cũng sẽ phải đóng một cái mức học phí nó cao hơn so với các cái chương trình chuẩn. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là như các cụ nhà ta vẫn cứ nói, đắt sắt ra miếng. Tôi nghĩ rằng là những sự đầu tư thông minh thì nó sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp vượt bậc như chúng ta mong đợi. Và thực tế cho thấy đấy là những sinh viên đã lựa chọn tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường, khi mà chúng tôi tiến hành điều tra để nắm bắt cái ý kiến phản hồi đấy, thì đều đánh giá cao và thấy rằng đấy sự lựa chọn của mình là rất đúng đắn. Cho nên tôi cũng rất mong các bậc phụ huynh, các em thí sinh sẽ quan tâm đến những chương trình này, cũng như những chương trình chất lượng cao khác đang triển khai tại nhiều trường đại học trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn thầy Khánh. Các bạn tiếp tục đặt câu hỏi nhé, để chúng tôi có thể truyền tải đến cho các thầy của chúng ta. Tất nhiên là trong một cái khuôn khổ, một cái live stream mà có đến hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người theo dõi thì cái khả năng để được trả lời trực tiếp cũng khó hơn. Nhưng yên tâm là tất cả những câu hỏi được lưu lại đều sẽ được trả lời bởi các thầy các cô, các bộ phận tuyển sinh, các trường, các khoa để mà dành đến cho các bạn trong những cái cơ hội của trả lời về sau. Cho nên yên tâm nhé. Bây giờ là một câu hỏi chúng tôi xin được ưu tiên cho một bạn quan tâm đến trường Đại học Việt Nhật ạ. Em chào thầy cô, em rất yêu thích văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Em được biết là trường Đại học Việt Nhật đã bắt đầu đào tạo ngành Nhật Bản học từ năm 2020. Thầy cô cho em hỏi là ngành Nhật Bản học của trường thì đặc biệt như thế nào so với các trường khác mà đào tạo cũng cái ngành đấy. Nếu em không biết tiếng Nhật thì có học được ngành này không? Thì chắc là tôi xin được mời tiến sĩ Nguyễn Hoàng Oanh là phó hiệu trưởng của trường Đại học Việt Nhật sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn MC Lê Anh. Xin trân trọng gửi lời chào đến các quý phụ huynh, các em học sinh, thí sinh thân mến. Xin cảm ơn câu hỏi rất thú vị của em đối với trường Đại học Việt Nhật. Thì câu hỏi của em có hai ý thì tôi cũng xin phép được trả lời trực tiếp vào các ý này. Thứ nhất là những cái điểm đặc thù thì chương trình đào tạo Nhật Bản học của trường Đại học Việt Nhật hiện giờ là chương trình đào tạo, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng đấy là chương trình đào tạo toàn diện nhất về Nhật Bản học đương đại ở Việt Nam. Tức là trong chương trình chúng tôi không chỉ đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản mà chúng tôi còn đào tạo rất nhiều các kiến thức về xã hội Nhật Bản đương đại, có thể chia thành ba cái khối kiến thức: định hướng về kinh tế quản lý Nhật Bản, về luật Nhật Bản và về giáo dục ngôn ngữ tiếng Nhật. Vì vậy những yếu tố này sẽ kết hợp lại để làm thành một chương trình đào tạo toàn diện nhất về Nhật Bản đương đại ở Việt Nam. Ý thứ hai là trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi cực kỳ chú trọng các yếu tố thực tập thực tế với các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Điểm rất đặc thù là ngay từ năm thứ nhất, sinh viên của trường Đại học Nhật đã được đi thực tập thực tế ở các doanh nghiệp tổ chức Nhật Bản ở Việt Nam, và thậm chí chúng tôi mời những doanh nhân hàng đầu của cả nước đến nói chuyện trao đổi với các bạn ngay từ năm thứ nhất. Đấy là một cái điểm cực kỳ khác biệt. Và cái nền tảng nó, cái này dựa trên cái nền tảng kiến thức triết lý chung của trường Đại học Nhật, là chúng tôi chú trọng cái triết lý giáo dục khai phóng, tạo cái bệ phóng để các em có thể khai phá hết cái tiềm năng của bản thân mình và trở thành cái chuyên gia trong thế kỷ 21. Và chúng tôi cung cấp rất nhiều các cái học phần cả về các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho con người trong thế kỷ 21 có thể thích ứng với sự thay đổi có thể nói là như vũ bão của xã hội. Cái điểm mà em hỏi trực tiếp liên quan tiếng Nhật thì đây cũng là một cái thế mạnh rất đặc biệt của trường Đại học Việt Nhật. Mặc dù là trường Việt Nhật là một đơn vị cũng sinh sau đẻ muộn trong Đại học Hà Nội, xét về truyền thống đào tạo tiếng Nhật thì không thể bằng trường Đại học Ngoại ngữ của cô Hà Lê Kim Anh. Nhưng mà chúng tôi lại rất là đặc thù. Thứ nhất là cái đội ngũ cán bộ giảng dạy của chúng tôi hầu hết là người Nhật, hoặc là các cái tiến sĩ tốt nghiệp, tiến sĩ ở Nhật trở về giảng dạy, và các cái điều hành, vận hành các chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật thì hoàn toàn là do các thầy cô đến từ Đại học Waseda của Nhật Bản điều hành chương trình này. Và chúng tôi thiết kế một cái chương trình có thể nói là nó có rất nhiều cấp bậc. Cơ bản chúng tôi chia thành 3 mức: mức sơ cấp, trung cấp và mức cao cấp. Thì khi em không có năng lực tiếng Nhật tại thời điểm vào thì em hoàn toàn có thể bắt đầu từ cái sơ cấp.
và chúng tôi có rất nhiều cái mức độ của từng cái level 1 để có thể hỗ trợ các em. Ví dụ như cái mức trung cấp chúng tôi có đến 12 cấp độ giảng dạy tiếng Nhật để phù hợp với tất cả các cái nhu cầu của các em. Và một điểm đặc thù cuối cùng tôi cũng xin phép được nhấn mạnh là bên cạnh các cái phương thức tuyển sinh mà các trường đại học khác ở đại quốc gia nội áp dụng thì trường đại học Nhật áp dụng một phương thức mới rất đặc biệt là phương thức xét duyệt hồ sơ phỏng vấn. Chúng tôi không sử dụng phương thức xét duyệt học bạ mà kết hợp xét duyệt hồ sơ, tức là cả học bạ, quá trình học tập cũng như là phỏng vấn trực tiếp tại trường đại học Nhật hoặc là online. Thì đây là cái phương pháp mà chúng tôi có thể chọn lựa được những bạn thí sinh nhất phù hợp nhất đối với chương trình của trường. Và thời gian cũng không có nhiều cho nên là cụ thể thì đề nghị quý phụ huynh cũng như là thí sinh vào trang web của trường Đại học Nhật cũng như là fanpage của trường Đại học Nhật để theo dõi các thông tin cụ thể về chương trình Nhật Bản học. Bên năm nay bên cạnh chương trình Bản học thì chúng tôi cũng mở một chương trình mới. Tí nữa chúng tôi sẽ có chia sẻ trong cái khối về công nghệ kỹ thuật về chương trình về khoa học và kỹ thuật máy tính. Và điểm cuối cùng là xin phép là chúc các em thí sinh cũng như các vị phụ huynh có một năm an lành và thành công trong kỳ thi sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, chưa hết đâu thầy Oanh ạ, thì có thể có cơ hội trả lời thêm một câu hỏi nữa đấy ạ. Vâng ạ. Bởi vì là các em cũng thể hiện sự quan tâm rất kỹ đến trường của thầy đấy. Năm nay em thấy là trường Đại học Việt Nhật có tuyển sinh ngành mới là ngành khoa học và kỹ thuật máy tính. Vậy thì em muốn hỏi là ngành này thì có gì khác biệt so với ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính của trường Đại học Công nghệ hoặc là ngành máy tính và khoa học thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ạ? Xin cảm ơn thầy. Thì mời thầy Oanh trả lời luôn ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn MC Lê Anh. Chắc là tôi cũng được trả lời luôn để cho nó theo một mạch. Thì cũng giống như cái chương trình đào tạo về Nhật Bản học thì chương trình khoa học và kỹ thuật máy tính cũng là một chương trình kế thừa cái triết lý giáo dục khai phóng của trường Việt Nhật. Chính vì thế chúng tôi cũng đào tạo con người chú trọng đến cái năng lực toàn diện cũng như là khả năng thích nghi đối với cái sự biến đổi của xã hội. Và cụ thể hơn thì trong lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật máy tính, đây là chắc là các quý phụ huynh và các em thí sinh cũng thường là quen thuộc với thuật ngữ là khoa học máy tính hoặc là kỹ thuật máy tính, đúng không ạ? Khoa học máy tính thì chú trọng nhiều hơn về thuật toán hay là cơ bản phần mềm, còn kỹ thuật máy tính chú trọng nhiều hơn là phần cứng. Thì chương trình của trường Đại học Nhật là một chương trình kết hợp cả phần cứng và phần mềm, đào tạo một con người toàn diện. Và đây thực sự là không phải là chúng tôi đưa ra một chương trình mới dựa trên cái ý kiến chủ quan chúng tôi, mà chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát các cái tổ chức doanh nghiệp về công nghệ thông tin trong nước cũng như là quốc tế, đặc biệt là các cái tổ chức doanh nghiệp ở Nhật Bản, cũng như là tham khảo các chương trình đào tạo hàng đầu ở các trường đại học trên thế giới, ví dụ như là của MIT hay một số chương trình hàng đầu của Mỹ, Nhật và các nước khác. Thì chúng tôi thấy rằng hiện giờ đang có xu hướng ta đào tạo một cách con người nó toàn diện hơn, không chỉ chú trọng vào phần cứng hay phần mềm, mà người làm phần mềm cũng phải biết về phần cứng và ngược lại. Đây là cái yêu cầu rất là cần thiết cho cái nguồn nhân lực cần thiết cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là xã hội 5.0 đang dần dần hiện hữu ở trong nước và quốc tế. Thì đây chính là cái điểm mà thực sự khác biệt so với cái chương trình đào tạo về công nghệ máy tính hoặc khoa máy tính hoặc là kỹ thuật máy tính của trường Đại học Công nghệ hoặc trường Đại học Khoa học Tự nhiên bên trên cái nền tảng về giáo dục khai phóng của trường Đại học Việt Nhật. Dạ, xin được cảm ơn thầy Oanh là phó hiệu trưởng của trường Đại học Việt Nhật. Ngay trong Đại quốc gia Hà Nội các bạn thấy cũng có khá nhiều lựa chọn ở những cái ngành mà có tính tương đồng với nhau như vậy. Và đương nhiên ngành nào cũng sẽ có những cái lợi thế, cũng có cái lợi thế này thì có cái bất lợi kia. Các cái trường hợp này đều có cơ hội để cho các bạn được tỏa sáng và các bạn có thể lựa chọn trong nhiều cái lựa chọn của Đại quốc gia Hà Nội nhé. Lại thêm vào đó thì một cái chủ đề cũng rất nhiều bạn trẻ bàn luận và nhiều phụ huynh quan tâm, đó là nếu như những cái sinh viên mà gia cảnh còn nghèo ấy thì liệu có học được ở Đại quốc gia Hà Nội không, một trường đại học gọi là số 1 của Việt Nam á, thì liệu có học được không? Thì đây chính là câu hỏi của bạn. Như vậy sẽ xin được chuyển đến cô Hà Lê Kim Anh. Thưa cô, là em muốn thi vào khoa tiếng Trung Quốc đấy, của trường Đại học Ngoại ngữ Đại quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên năm nay em thấy nhà trường chỉ đào tạo hệ chất lượng cao ngành này thôi. Mức học phí là 35 triệu đồng một năm. Vậy em xin hỏi là nhà trường có chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên nghèo không? Hoặc là tiêu chuẩn để đạt được học bổng của nhà trường là như thế nào? Vâng ạ, rất thiết thực ạ, mời cô. Vâng, cảm ơn MC Lê Anh và cũng cảm ơn câu hỏi rất là thực tế của bạn thí sinh. Có lẽ đây cũng là băn khoăn không chỉ là của riêng bạn thí sinh này mà băn khoăn của rất nhiều bạn thí sinh khi mà
Hiện nay với trường Đại học Ngoại ngữ cũng như là một số đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội thì hầu hết là các chương trình cũng đã được chuyển sang chương trình chất lượng cao, thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo. Ví dụ như Đại học Ngoại ngữ thì chúng tôi có các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Trung Quốc đều là các chương trình tuyển 100% là các chương trình chất lượng cao. Thì tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của thầy Lại Quốc Khánh vừa chia sẻ. Đó là thực tế ra ấy, thì cái mức học phí chúng ta nộp cho các chương trình đào tạo chất lượng cao đúng là nó cao hơn so với các chương trình chuẩn, chương trình đại trà. Nhưng đấy chính là một cái sự đầu tư thông thái. Một cái sự đầu tư khi mà chúng ta bỏ cái mức học phí đó ra thì nó quay ngược trở lại để nhà trường đầu tư vào các hoạt động của sinh viên, đầu tư vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, mời các chuyên gia nước ngoài hay là tổ chức những cái chương trình học tập trải nghiệm cho sinh viên. Và thông qua đó thì các bạn sinh viên sẽ được thụ hưởng rất nhiều những cái lợi ích từ những cái hoạt động đó để phát triển bản thân mình. Và để đến khi kết thúc cái chương trình thì các em sẽ thấy được là cái giá trị gia tăng của mình từ lúc vào trường cho đến lúc ra trường là nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với các bạn thuộc các cái chương trình chuẩn khác. Thì đấy cũng là một trong những lý do mà khi trường Đại học Ngoại ngữ triển khai các chương trình chất lượng cao được khoảng một năm thì nhà trường song song với chương trình chuẩn đấy thì nhà trường nhận thấy cái chương trình chất lượng cao nó có rất nhiều tính ưu việt và quyết định là sẽ chuyển toàn bộ sang chương trình chất lượng cao và đã vận hành những chương trình này được 2 năm rồi. Quay trở lại với câu hỏi và băn khoăn của bạn thí sinh thì cô xin phép được chia sẻ 5 điểm sau đây. Có thể nói đó cũng là những cái hỗ trợ của trường Đại học Ngoại ngữ đối với các bạn sinh viên theo học các chương trình chất lượng cao. Thứ nhất đấy là về cái mức học bổng của các chương trình chất lượng cao. Tại trường Đại học Ngoại ngữ thì những năm trước cái mức học bổng được tính là cứ mỗi 9 sinh viên, cứ 9 sinh viên thì sẽ có một sinh viên sẽ được nhận cái mức học bổng là 2 triệu đồng một tháng. Học phí mà các em phải nộp là 3 triệu rưỡi một tháng, nhưng học bổng mà các em nhận những năm trước là theo cái tỷ lệ như vậy. Nhưng bắt đầu từ năm tới với cái QH 2021 được tuyển sinh vào ấy, thì các cái mức học bổng của nhà trường tăng lên. Cụ thể là cái mức cao nhất đó là các em sẽ nhận được 40 triệu đồng một năm, có nghĩa là tương đương 4 triệu đồng một tháng. Mức thứ hai là 38 triệu đồng một năm và mức thứ ba là 35 triệu đồng một năm. Mức thứ ba chính là cái mức sàn bằng với lại cái mức học phí mà các em phải nộp. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như các bạn có cái kết quả học tập tốt, kết quả học tập xuất sắc thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để nhận được cái mức học bổng bằng hoặc thậm chí là cao hơn cái mức học phí mà chúng ta phải nộp. Thì đấy là cái thông tin thứ nhất mà cô nghĩ là chắc chắn sẽ rất nhiều quý vị phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh sẽ quan tâm đến cái thông tin về mức học bổng này của trường Đại học Ngoại ngữ với các chương trình chất lượng cao. Thông tin thứ hai mà cô muốn chia sẻ đấy là tại trường Đại học Ngoại ngữ thì bên cạnh những cái học bổng mà trích từ học phí ra để trao tặng cho những sinh viên xuất sắc thì nhà trường liên tục có các học bổng ngoài ngân sách. Các học bổng ngoài ngân sách này do các tổ chức, các đơn vị, các đối tác của trường Đại học Ngoại ngữ trao tặng và cái mức độ, cái kinh phí, cái học bổng, cái mức học bổng mà các em nhận được ấy, nó dao động từ khoảng 3 triệu cho đến 30 triệu, tức là cao nhất là thậm chí có những bạn nhận được cái mức học bổng là 20 triệu, 30 triệu một năm. Và tổng cái giá trị học bổng mà nhà trường, học bổng ngoài ngân sách mà nhà trường nhận được và trao cho sinh viên trung bình mỗi năm là khoảng 2 tỷ đồng. Thì đấy là một cái thông tin mà cô nghĩ cũng rất là quan trọng để các bạn thí sinh, các bạn sinh viên sẽ cố gắng nỗ lực để có thể giành được những cái suất học bổng ngoài ngân sách. Cái thứ ba là những cái chương trình, những cái khóa học giao lưu. Ví dụ như bên cạnh cái học bổng ngoài ngân sách thì sinh viên Đại học Ngoại ngữ còn có rất nhiều cơ hội để tham gia những cái chương trình giao lưu học tập trải nghiệm một học kỳ hoặc là một năm tại các cái trường đối tác của Đại học Ngoại ngữ hoàn toàn là miễn phí. Cái thứ tư đấy là các em biết là với sinh viên Đại học Ngoại ngữ với cái thế mạnh về năng lực ngoại ngữ của mình thì các em hoàn toàn là có cơ hội để làm thêm ngay khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Các em có cơ hội để làm gia sư, có cơ hội để dạy tiếng Anh ở các trung tâm hay cơ hội để làm thêm tại chính những cái đơn vị trong trường. Ví dụ trường có trung tâm phát triển nguồn lực, trung bình là thường xuyên là có khoảng 30 bạn sinh viên đang làm việc tại các cái vị trí khác nhau của trung tâm phát triển nguồn lực của trường và có cái mức thu nhập trung bình là khoảng 2 triệu đồng một tháng. Và nhà trường cũng có hệ thống cựu người học, hệ thống alumni luôn luôn sẵn sàng là giới thiệu những cái cơ hội việc làm thêm cho các bạn sinh viên. Thế nên là khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại ngữ thì với cái thế mạnh ngoại ngữ của mình, các bạn hoàn toàn là có cơ hội làm thêm để trang trải cho cái học phí cũng như là cái sinh hoạt phí của mình. Và cái thông tin thứ năm, một cái thông tin mà nhà trường đã hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đó là nhà trường phối hợp với ngân hàng BIDV để giúp sinh viên vay vốn học tập.
với cái mức lãi suất đối với sinh viên là mức lãi suất 0 đồng. Thực tế ra thì lãi suất thì vẫn phải trả cho ngân hàng là 7,1% một năm, nhưng cái lãi suất đấy là trường Đại học Ngoại ngữ sẽ chi trả. Các bạn sinh viên của Đại học Ngoại ngữ nếu như hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được vay vốn của ngân hàng BIDV để trang trải cho cái việc học tập của mình tại trường Đại học Ngoại ngữ thì các em có thể làm đơn lên phòng chính trị và công tác học sinh sinh viên, nhà trường sẽ hỗ trợ các em làm thủ tục và các em không phải trả lãi. Chỉ cần sau này sẽ trả gốc cho BIDV thôi, còn cái phần lãi đó là trường Đại học Ngoại ngữ sẽ trả cho các em. Thì đấy là một cái chính sách mà cô nghĩ là thể hiện cái sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường với tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thì xin chia sẻ 5 điểm như vậy để các bạn thí sinh và các quý vị phụ huynh có thể yên tâm khi đăng ký tham gia những chương trình của trường Đại học Ngoại ngữ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn cô Kim Anh ạ. Đến đây thì cũng đã chọn một tiếng đồng hồ rồi, cho nên Lên cũng xin được thưa với các thầy các cô là các thầy cô cũng cố gắng giúp cho chương trình là nói gọn lại, siết lại một chút để chúng ta có nhiều cơ hội cho các thầy cô của những ngành ở phía sau nữa. Rất nhiều thầy cô đang chờ đợi để tiếp tục cái livestream này của chúng ta, không đủ thời gian. Và cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với cái phần trả lời mang tính gợi mở của thầy cô. Sau đó thì còn nhiều cơ hội để chúng ta trao đổi trò chuyện thêm nữa với ban tuyển sinh của các trường hay các khoa. Trở lại với đơn vị của thầy Hiệu, tức là ban, tức là khoa các khoa học liên ngành đấy ạ. Thì một bạn đã hỏi ngay là em rất quan tâm hai ngành mà thầy giới thiệu là ngành quản trị thương hiệu và cái ngành quản trị tài nguyên di sản ấy. Thế nhưng mà em cứ băn khoăn là tên ngành là quản trị mà em lại học khối C thì em có thi được không? Thế thầy có thể trả lời nhất nhanh cái ý này và cơ hội việc làm hai ngành này có tốt không ạ? Thế thôi thầy Hiệu ạ. Vâng, đây là một câu hỏi rất là hay và nó thể hiện cái sự quan tâm của các em đối với hai ngành này. Thì thực ra như tôi đã nói về trước ấy, là cái ngành quản trị thương hiệu là cái gốc của ngành là khối D và cái ngành quản trị tài nguyên di sản thì gốc là khối C. Do đó là hoàn toàn, ngoài ra thì ngành quản trị thương hiệu chúng tôi cũng tuyển cả khối A và khối C nữa. Như vậy là các em mà theo khối C ấy, thì hoàn toàn là có thể đăng ký vào hai cái ngành này của khoa chúng tôi. Và hai ngành này là hai ngành rất là mới, do đó là cái cơ hội việc làm hiện nay là rất là rộng mở cho các em. Nếu mà bình thường các em chỉ cần gõ một cái từ khóa là tuyển các vị trí tuyển dụng ngành quản trị thương hiệu thôi, thì chỉ trong khoảng 60 giây có 91.000. Vâng, mà so với vị trí mà tuyển marketing thì có cao hơn gấp 3 lần. Đấy. Và ngoài ra thì chương trình quản trị tài nguyên di sản, đây là một chương trình đầu tiên ở Việt Nam. Đấy, chính vì vậy là cũng không phải cạnh tranh nhiều với các chương trình khác để có những cái vị trí việc làm liên quan đến lĩnh vực quản lý về di sản của cơ quan nhà nước, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ hay là các thậm chí các doanh nghiệp liên quan đến di sản và du lịch di sản thì hoàn toàn là rất rộng mở. Và hai ngành mới của chúng tôi rất chào đón tất cả các em và khuyến các em tham gia chương trình của khoa. Xin cảm ơn ạ. Hiểu ạ, câu trả lời rất là ngắn gọn. Và chắc là tôi nghĩ là bạn thí sinh cũng đã có cái sự quan tâm thì đã có câu trả lời rồi. Các bạn có thể tiếp tục liên hệ đến khoa các khoa học liên ngành để hỏi thêm về điều này nhé. Bây giờ là trở lại câu hỏi cuối cùng và ở cái góc độ là phiên điều hành của tôi ấy, còn cái cơ hội diễn đàn thì vẫn cứ mở ra cho tất cả các thí sinh, các phụ huynh và tất cả quý vị. Chúng ta sẽ trở lại với một câu hỏi cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau đó thì chúng ta sẽ khép lại cái khối này để sang cái khối về khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Thưa thầy Khánh, bạn sinh viên trăn trở và vài bạn trăn trở thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một trăn trở chung. Nên xin hỏi thầy là em nghe một số ý kiến nói rằng là học các cái ngành khoa học xã hội và nhân văn ý, thì khó xin việc làm. Không biết có đúng không ạ? Thì thầy có cách nào thầy trấn an các em không ạ? Mời thầy. Cơ hội việc làm thế nào thầy? Vâng. Rất là cảm ơn một câu hỏi rất thú vị và tôi nghĩ rằng nó cũng là cái mối quan tâm của tất cả những ai khi lựa chọn cho mình một cái chương trình đào tạo. Đó là sau khi kết thúc chương trình thì cơ hội việc làm thế nào? Tôi xin trả lời vắn tắt thế này. Trước đây đấy thì quả thật là cũng có những giai đoạn việc lựa chọn, việc tìm kiếm một cái công việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên một số ngành khoa học nhân văn có khó khăn. Nhưng tuy nhiên đấy thì trong những năm trở lại đây, tình hình đã được thay đổi rất căn bản. Tôi xin cung cấp cái số liệu thế này là theo cái kết quả điều tra khảo sát của nhà trường trong mấy năm trở lại đây đấy, thì ở nhiều ngành sinh viên đã có tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng là đạt đến mức 100%. Đa phần các ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%.
Ở đây nó có một điểm rất đặc biệt, đó là do cái tính chất đặc thù của lĩnh vực đào tạo về khoa học nhân văn đấy, cho nên là có nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tham gia vào không chỉ những cái lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành đào tạo mà còn nhiều lĩnh vực khác có liên quan và cũng đã rất thành công. Chẳng hạn hiện nay có nhiều doanh nghiệp thành công nhưng trước đây được đào tạo từ triết học. Có nhiều nhà lãnh đạo quản lý, thậm chí là ở cấp cao của chúng ta thành công, trước đây được đào tạo trong ngành lịch sử, văn học. Hoặc một ví dụ rất trực tiếp ở đây, đó là thầy Trịnh Lê Anh, vị MC rất là tuyệt vời của chúng ta trong buổi hôm nay. Thầy là giảng viên ngành du lịch học, nhưng trên thực tế thầy là một nhân vật của công chúng, một người rất thành công trong nhiều hoạt động truyền thông, nhiều hoạt động xã hội. Và tôi nghĩ rằng là sẽ rất là tốt niêu chính thầy Trịnh Lê Anh ngay bây giờ có thêm một vài điểm chia sẻ ngắn gọn về câu hỏi rất thú vị vừa rồi của thí sinh. Mời thầy. Vâng ạ, cảm ơn thầy Khánh. Cái này là cũng không nằm ở trong kịch bản. Tôi thì với vai trò là người dẫn chương trình của cái chương trình hôm nay điều phối cái thời gian cũng như nội dung, thầy Khánh cho phép, bởi vì thầy Khánh thực ra là sếp tôi. Thầy Khánh là phó hiệu trưởng của nhà trường và tôi là cán bộ giảng dạy của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Thì cũng xin phép có một chút gọi là thiên vị một tí xíu nhá, chỉ 30 giây thôi. Tôi nghĩ rằng là những cái cơ hội mà trường Nhân văn cho tôi chính là một cái gia tăng tuyệt vời cái chỉ số gọi là EQ ấy. Các bạn biết EQ là gì không ạ? Chỉ số xã hội ấy, cảm xúc ấy. Còn IQ là chỉ số thông minh đúng không ạ? Vậy thì cái chỉ số EQ nó vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm được đa dạng mọi việc trong xã hội, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Covid-19 không làm cho tôi nao núng hay làm tôi khổ sở bởi vì thất nghiệp hay là vấn đề này vấn kia, bởi vì đầu óc mình luôn vận động. Sinh viên xã hội nhân văn nó có một cái sự tiếp cận xã hội rất là minh bạch và rất là tự tin. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhé. Còn các bạn muốn biết xem chìa khóa nào để mở ra cơ hội nghề nghiệp ở những cái ngành xã hội nhân văn vốn bị coi là hơi khó xin việc ấy, thì hãy tìm với chúng tôi. Ngắn gọn như vậy. Bây giờ thì xin phép thầy Khánh tôi lại trở lại với cái diễn đàn ngày hôm nay để tiếp tục nhường cơ hội cho những cái ngành khác đang chờ đợi để được trò chuyện với chúng ta sau một tiếng đồng hồ đầu tiên của livestream. Lúc này đây thì các nhân viên của chúng tôi đã thông báo về cái lượng tham gia rất là tích cực và một chút nữa Lênh xin thông báo với các bạn về những cái sự tham gia đó. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình livestream tư vấn tuyển sinh chính thức năm 2021 vào Đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình được phát trực tuyến ở trên kênh YouTube của Đại học Quốc gia Hà Nội và các fanpage tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội gạch ngang VNU, cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội, cổng thông tin tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội. Các vị phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi tương tác với chương trình của chúng ta theo các thông tin đang hiển thị ở trên màn hình. Và bây giờ thì một cơ hội rất đặc biệt, đó là học ở Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng lại có cơ hội được đi nước ngoài. Điều này thực hư như thế nào? Mời các bạn cùng xem phóng sự sau đây. Nếu thế giới này là một đất nước, Istanbul sẽ là thủ đô. Câu nói nổi tiếng của Napoleon đã khơi dậy trong Hoàng Giang niềm mong mỏi được đặt chân đến nơi từng là thủ đô văn hóa của châu Âu. Là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội với một vốn tiếng Anh tốt cùng một bảng điểm đẹp, Hoàng Giang đã xuất sắc giành được cơ hội đi trao đổi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mình luôn ao ước được đi du học châu Âu từ sớm, sau đó mình đã chuẩn bị học tiếng Anh và tiếng Ý. Trước mỗi buổi lên lớp, các giáo sư sẽ gửi tài liệu, thì bọn mình phải nghiên cứu rất là nhiều tài liệu và nghiên cứu viết một bài luận, một bản báo cáo nộp lại cho giáo sư. Và đến cái hôm học thì lớp học nó giống như là một cuộc tranh luận, tất cả các sinh viên đều phải nêu ý kiến. Mình thực sự ấn tượng với tinh thần học tập của các bạn. Đến mùa thi thì hầu như là thư viện lúc nào cũng chật kín và sáng đèn đến tận đêm. Mình cũng đi du lịch rất nhiều ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thật sự đất nước này quá là đẹp, có rất nhiều điểm thú vị về lịch sử văn hóa mà 4 tháng thì không thể khám phá hết được. Mình đến những nơi như là Cappadocia, là một kỳ quan thiên nhiên khá là đẹp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó thì các nhà thờ Hồi giáo ở khắp nơi. Nói chung là đấy là một kỷ niệm rất là đẹp. Không chỉ có Hoàng Giang, hàng trăm sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang có được những cơ hội học tập trao đổi khắp thế giới tại các trường đại học là đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những trải nghiệm quý giá này đã đem đến những mảnh ghép đặc sắc cho quãng thời gian sinh viên của các bạn. Là nó sẽ là một cái dấu ấn rất là tốt trong cái hồ sơ của em sau này. Nhưng mà cá nhân em thấy là nó có ích rất nhiều về mặt kinh nghiệm với cả trải nghiệm cho mình. Trong 4 tháng thì em thực sự đã rất là vui về cái cuộc sống bên đấy, trải nghiệm những cái mới và làm quen với tất cả các bạn. Sau một kỳ học ở Zurich Thụy Sĩ, mình có thấy có những lợi ích như sau. Thứ nhất là mình cảm thấy bản thân là đã có thêm những phương pháp học mới,
trong chuyên ngành. Thứ hai là trình độ ngoại ngữ cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Thứ ba là mình có cơ hội được giao lưu với bạn bè quốc tế, trao đổi văn hóa. Và cuối cùng là mình nghĩ là những kỹ năng mềm của mình cũng được cải thiện và mình cảm thấy tự tin hơn. Mình cảm thấy rất may mắn khi là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi vì đây là một môi trường học tập rất tốt. Mình đã được định hướng và giúp đỡ bởi rất nhiều người thầy cô tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, Đại học Quốc gia Hà Nội có rất nhiều chương trình trao đổi với các nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Vì vậy mà sinh viên cũng có nhiều cơ hội được trao đổi hơn. Và các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hãy tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các chương trình trao đổi. Hãy chuẩn bị cho mình một bảng điểm tốt và trao đổi với ngoại ngữ. Chúc các bạn thành công! Đại học Quốc gia Hà Nội có mạng lưới 446 trường đại học đối tác trên toàn thế giới, đem đến gần 500 cơ hội đi giao lưu trao đổi học tập tín chỉ hàng năm cho sinh viên. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã, đang và sẽ luôn đem đến những cơ hội học tập, trải nghiệm tiệm cận với chuẩn quốc tế cho sinh viên. Xin chào đón các thí sinh của chúng ta, các bậc phụ huynh và đông đảo quý vị khán giả trở lại với livestream tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày hôm nay. Và tôi là Lê Anh, người đồng hành với quý vị trong chương trình này, cũng là một giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng ta chuyển sang lĩnh vực thứ hai sau lĩnh vực khoa học xã hội trong gần một giờ đồng hồ vừa rồi là lĩnh vực về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật. Tuy nhiên trước đó thì có cái câu hỏi của các bạn thí sinh liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực. Đây là câu hỏi chung, chúng tôi lại xin được mời Tiến sĩ Vương Thị Phương Thảo là Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chuẩn bị trả lời ạ. Câu hỏi như sau: Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi đợt 1. Em muốn biết khi nào thì cổng thông tin đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội mở để thí sinh đăng ký. Và trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, lịch thi đã được Trung tâm Khảo thí thông báo điều chỉnh. Như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến việc thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội không? Thí sinh mà đã đăng ký dự thi đợt 1 cần lưu ý những gì ạ? Là một loạt tổng hợp những cái câu hỏi của các thư ký của chúng tôi. Xin mời Tiến sĩ Phương Thảo trả lời rất ngắn gọn ạ. Mời chị. Vâng. Xin rất cảm ơn cái sự quan tâm của quý vị cũng như của các em thí sinh. Thì trong cái thời gian gần đây thì trung tâm chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cái cuộc gọi điện cũng như là các cái câu hỏi ở trên fanpage cũng như là trong email hỏi về cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay trong tình hình dịch bệnh thì sẽ được tổ chức như thế nào. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là được nhiều các quý vị quan tâm. Thì như chúng ta đã biết thì trong cái thời tình hình hiện nay thì do cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID và để thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị của chính phủ cũng như là chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho thí sinh tham gia cũng như là các cái cán bộ tham gia cái công tác tổ chức thi đánh giá năng lực thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có thông báo về điều chỉnh cái lịch thi đánh giá năng lực. Theo đó thì cái lịch thi đánh giá năng lực của đợt 2 cũng tạm thời là dừng lại và chưa được mở đối với các cái thí sinh mà đang có dự định đăng ký cái đợt thi từ 2014, 2015 và 2016 như dự kiến. Và cái lịch thi đăng ký dự thi cho cái đợt tiếp theo thì chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ thông báo trước ngày 20 tháng 6 năm 2021. Và hiện nay thì Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang chuẩn bị mọi phương án thích hợp để phục vụ tất cả các thí sinh đã đăng ký dự thi một cách an toàn, phòng dịch tốt nhất có thể. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay thì đã xây dựng cái kịch bản thi trong cái điều kiện giãn cách xã hội. Các thí sinh thì đã đăng ký dự thi thành công cái đợt thi đợt 1 cho các cái kỳ 2011, 2012, 2013 thì hiện nay chúng tôi cũng đã có cái thông báo đấy ạ là các em sẽ được phép điều chỉnh lựa chọn lại cái ca thi mới và cái thời gian bắt đầu mở cổng cho các em đăng ký lại cái ca thi giãn cách là từ ngày mùng sáng ngày mùng 5 tháng 6. Thời gian thi thì chúng tôi sẽ tổ chức từ ngày mùng 10 và dài đến 30 tháng 6. Và đối với các cái thí sinh mà diện F0 hoặc là trong cái vùng cách ly thì chưa được dự thi thì các em cũng sẽ được bố trí trong cái thời gian sau đó. Và cũng các em cũng sẽ là thường xuyên để theo dõi và xem các cái thông báo trên website và fanpage của Trung tâm Khảo thí cũng như của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đảm bảo mọi cái quyền lợi cho thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1.
Trong cái thời điểm hiện tại này thì Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khuyến nghị đối với các cái thí sinh mà đã đăng ký dự thi đợt 1 như sau, thì các em là cũng cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và hạn chế tiếp xúc tối đa với người khác và thực hiện đầy đủ các cái thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như là khi tham gia thi giãn cách cái kỳ thi 2011 đến 2012, 2013 thì các em cũng cần để tuân thủ các cái hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí về cái điều kiện dự thi trong cái yêu cầu về giãn cách. Thứ hai là các em cũng cần phải tập trung và ôn cái kiến thức để chuẩn bị thật tốt cho cái kỳ thi. Thứ ba là các em thường xuyên theo dõi các và cập nhật các cái thông tin cũng như là tra cứu thông tin dự thi trên website của Trung tâm Khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và có thể các em cũng có thể liên hệ trực tiếp bằng điện thoại đến Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ hành chính hoặc là qua email. Và chúng tôi thì hy vọng rằng với cái sự nỗ lực chuẩn bị các cái phương án tổ chức thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trung tâm Khảo thí và cũng như là cái sự tuân thủ của thí sinh trong cái việc thực hiện nghiêm túc các cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, và đặc biệt là cùng với cái sự nỗ lực của cũng như là các cái biện pháp kiểm soát phòng chống dịch của các cấp và cũng như của toàn thể người dân trong cả nước, và tình hình cái dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và các cái đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ sớm được triển khai và đảm bảo cho các thí sinh thì vẫn có thể dự thi và đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 31 tháng 7. Và cuối cùng thì cũng xin chúc tất cả các thí sinh sức khỏe và tự tin giành kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực và sớm trở thành sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn đại diện của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.